rồi 20 đúng không ạ? Thì buổi sáng nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị hai cái nội dung chính. Đấy là một là giúp các anh chị tạo một cái tài khoản TikTok Shop và lên sản phẩm trên đó. Thứ hai là hướng dẫn các anh chị tạo tài khoản TikTok Ad và triển khai một cái chiến dịch TikTok Ad. Có thể là bây giờ mình chưa dùng đến nhưng mà mình cứ làm trước đi. Đấy, sau này thì còn cả TikTok Livestream nữa. TikTok Livestream cũng là một cái nền tảng rất là tốt để bán hàng tiêu dùng. Đấy là tôi nói là phải bán hàng tiêu dùng đấy. Còn nếu mà các anh chị mà ví dụ như là chị Giang ở đây bên công ty Long Giang quán thép Livestream thì nghe chừng là hơi khó. Hơi khó, đúng không? Chúng ta chỉ làm thương hiệu được thôi. Rồi thì các anh chị sẽ có máy tính ở đây rồi. Đó, thì chúng ta sẽ làm một số những cái thao tác đơn giản. Vào trình duyệt web, các anh chị tìm cái từ khóa là TikTok Shop hoặc là seller TikTok. Yo, nó có cái địa chỉ là sellervn.tiktok.com. Thì không cần nhớ đâu, chúng ta tìm từ khóa là TikTok Shop nó sẽ ra đâu. Sao lại không phải là mạng này? Router thích người người. Đây là không, tôi bắt wifi mà tôi lại bao hồng tôi lại. Xin mời các anh chị truy cập vào địa chỉ là seller-vn.tiktok.com hoặc là các anh chị Google search cái từ khóa là TikTok Shop để tạo tài khoản TikTok. Đối với việc bán hàng trên TikTok hiện nay thì như hôm qua tôi đã có hướng dẫn. Tôi sẽ nói lại, đúng không ạ? Chúng ta có 4 nền tảng là TikTok kênh, TikTok Shop hay còn gọi là trang thương mại của TikTok, TikTok Ads hay còn gọi là quảng cáo, và TikTok Livestream. Thì đều đem đến một cái nhiệm vụ là chúng ta học về bán hàng chứ không phải là chúng ta đi giải trí không đơn thuần. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo kênh,
bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo kênh và chúng ta sẽ phát triển kênh TikTok live stream. Thì muốn like được thì kênh phải có người xem, cho nên là cái gốc rễ của nó là like được thì phải có người xem. Càng nhiều người follow, càng nhiều người thích mình. Đấy, thì TikTok ad cũng có thể giúp chúng ta đẩy kênh lên. Chúng ta chạy quảng cáo cho kênh của lượt xem của mình. TikTok ad thì có thể chạy quảng cáo thẳng cho TikTok shop. Đấy, và kênh thì cũng là làm video để đưa khách hàng vào TikTok shop để mua. Và livestream thì cũng là để đưa khách hàng vào TikTok shop để mua. Đấy, với điều kiện là chúng ta bán các cái sản phẩm mà TikTok cho phép. Đấy, thế thì tất cả nó sẽ dồn về shop nếu mà chúng ta bán hàng. Yeah. Và khi nói về shop thì bước 1 là bây giờ chúng ta sẽ tạo tài khoản đã. Bước 2 là bắt đầu chúng ta sẽ lên tài khoản, lên sản phẩm. Bước 3 là chúng ta sẽ nghiên cứu sản phẩm, cái gì bán được. Và bước 4 là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ phát triển kênh. Đúng không? Bởi vì là mình nhớ một nguyên tắc là mình không có lượt xem, không có lượt follow thì hôm nay mọi người mở shop ra thì tôi đảm bảo luôn là không có ai mua đâu. Đúng không? Đây, cái mô hình của nó đây. Mô hình của nó đây. Yeah. Kênh thì giúp cho có lượt xem thì giúp đẩy lên kênh. Đó. Và từ kênh mình làm nội dung hay, ví dụ như mình review về cái con áo thun này. Thế là người ta thích con áo thun này đẹp quá, shop ơi mua ở đâu đúng không? Mua vào kênh TikTok shop của tôi ở địa chỉ là PA Fashion, ví dụ thế, tên Phan Anh PA Fashion. Thế còn tôi chạy quảng cáo thì tôi có thể chạy để đưa khách về shop. Đấy. Hoặc là nếu mà không thì tôi cũng có thể chạy quảng cáo để bán bên ngoài, tức là tôi chạy về web của tôi. Đấy. Một cái nền tảng bên ngoài là website thì tôi có thể chạy quảng cáo để đưa traffic về web, bán trên web. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo để phát triển kênh. Kiểu như là kênh của mình đang ít lượt xem ấy, thì mình chạy quảng cáo thêm một chút. À. Khi nào thì nên chạy, khi kênh ấy là đã phải có video rồi. Đấy, đã có lượt theo dõi nhất định rồi. Tất nhiên là nó hơi ít thôi, có thể là 1-2-3 nghìn gì đấy đúng không? Nhưng mà kênh bây giờ vào mà trắng tinh mà được vài cái video để thôi thì không nên chạy, bởi vì chạy vào đó chắc chả có cái gì hấp dẫn, đúng không? Mình làm kiểu như là có một cái đoạn vốn rồi vào tạo đi ạ, tạo tài khoản đi ạ, tạo tài khoản TikTok shop đi ạ. Làm theo hướng dẫn, đúng rồi, người bán châu Á, đúng rồi, số điện thoại của mình, mật khẩu của mình. Cái này thì nồi liêu xoong chảo bát đĩa, những cái đồ hữu hình mình đưa lên được, đồng hồ, nước hoa, các thứ, giày dép, quần áo đều được hết, sắt thép đều được nha. Tức là những cái sản phẩm vật lý là đều được ok. Tuy nhiên không phải là sản phẩm nào cũng bán được hàng, bởi vì tính phù hợp của kênh. Và thứ hai nữa là kênh nữa. Ví dụ như trường hợp của công ty thép Long Giang đi học ở đây thì tạo kênh trên này là bán hàng thì tôi nghĩ là hơi bị khó. Gọi là mình cứ học thì mình học để có thể sau này mình ứng dụng sang sản phẩm khác. Đăng ký bằng tài khoản TikTok được không? Thứ hai nữa là mình sẽ gọi là để sau này mình phát triển kênh để xây dựng thương hiệu. Mật khẩu là mật khẩu của cái tài khoản đó, mình đánh cái tài khoản đó vào. Nha, số điện thoại của mình này, ok, xác minh bằng điện thoại di động là cái số điện thoại của mình này, địa chỉ email là của mình này, mật khẩu đó. Giống như mình tạo một tài khoản thì bao giờ nó đòi mật khẩu ấy. Mọi người thì search, nếu mà không có máy tính thì search cái TikTok shop trên app xem là có để cài không. Với những cái sản phẩm của bên công ty Yến Thiên Tuyết đúng không, là hoàn toàn có thể bán được ở trên TikTok shop. Đây là những cái sản phẩm tiêu dùng hoàn toàn có thể bán được. Yến rồi thì Đông Trùng rồi thì Sâm Nấm vân vân đúng không, bán. Vâng đúng rồi, bán tốt ạ. Đấy,
Đối với một số người không có máy tính thì các anh chị có thể tải cái app TikTok Shop hay còn gọi là TikTok Seller.